Vâng, Phoenician, Fomin, vâng, Katafo. Trận này thì là hai Fo. Vâng, một bên có Kata, bên có Min. Minoan đến từ game thủ Quang Cầu Sống. Và bên kia là ai cầm Fo, ai cầm Min nhỉ? À, ai cầm Fo? Vâng, màu 3 là người cầm Fo. Vâng, Tiểu Long cầm Fo. Và Katarian đến từ game thủ Gunny. Như vậy là quân ở trong trận đấu cùng là rất cân. Vâng, hai Fo thì là cân nhau. Vâng, Minoan thì là cân Kata. Minoan thì là cân Kata. Hai Fo là cân nhau. Fo Min Kata Fo. Siêu siêu cân. Fo Min, Fo Kata. Và trận này thì Chi Mạnh đang muốn Chi Boy là người đánh cung A. Vâng, thấy bảo là Chi Boy sức khỏe không ổn định nên khả năng là không có xin sáu. Thì tôi đánh mấy C khổ. Khổ ông này, ông cứ kiểu chôn tôi thế nào ấy. Cảm giác rất khó chịu. Đùa. Vâng, thấy bảo lại anh tiếp. Vâng, lúc nãy thì bảo 7C rồi. Vâng, lúc sau thì bảo thôi 5C thôi anh ạ. Bây giờ thì lại anh tiếp. Vâng, khả năng sẽ lại có C6 đấy anh em, cứ bình tĩnh. Vâng, câu thêm con voi nữa về. Vâng, bài truy mệnh là bài một voi có hiệu, vâng, gần màu 3 Tiểu Bạch Long. Vâng, thiếu một bã quả phụ nữa dành cho truy mệnh. Vâng, 3 Fo, 2 Fo gặp nhau, Kata gặp Min. Cân. Chi Bò đánh cái gì chúng ta cùng chờ xem. Ồ, oh, vâng, như vậy là họ ở đây, quả phụ rất gần quả chính. Boom, boom, khỏi thì khỏi phải đánh. Boom, boom, boom. Vâng, không boom. Vâng, điều giảm một chút cũng gì cũng có lợi. Vâng, hai, đúng là hai ông thần Fo. Phút thứ 7 gian quả cùng với nhau. Vâng, đừng họ đừng nói là họ không boom mà mình boom thì đáng lòng lắm đấy. Vâng, bài hai quả, một hiêu cộng với đôi voi ở bài được 25 dân của Chi Boy. Vị trí đặt chiếc BG của Chi Boy dường như là đẹp hơn. Màn hình máy của Chi Mạnh. Chi Mạnh có ở đâu? Đây là Chi Mạnh. Sự vâng, xin lỗi các bạn, nãy giờ bình luận nhầm. Đây là Chi Mạnh. Còn đây là Chi Boy. Chi Boy là người cầm Minoan. Có được cùng không? Ủa, rất nhiều voi bài này. Vòng bài 4 voi dành cho vòng 27 dân và khả năng em đánh cùng là rất cao. Vâng, đánh tại nhà rồi. Trận mà bò có vẻ là hơi rộng. Không sao, quan trọng là cái bài đánh chém của Truy Mệnh sẽ thế nào. Một chiếc S ăn cả hiêu và ăn cả gỗ và ăn cả vàng. Tham lai. Một nhà đánh 25 dân, nhà đánh 26 dân. Tiểu Long đánh 26 dân, khả năng đánh cung. Trong đó thì Gunny là người đánh 25 dân, có lẽ sẽ người đánh chém. Hoặc là cũng có thể cả hai chém, chưa biết thế nào một lần. Broken.
Vâng, 25 dân và kích đờ đầu 11 trận này. Vẽ ruộng tại nhà chính luôn. Và sau trận này hai voi về mà kích đờ đầu 11 được nhỉ? Bao nhiêu có lẽ là như tìm quả đầu muộn. Vẽ thêm ruộng luôn thôi. Chiếc bét ăn vàng thì có lẽ không cần phải đóng khi mà chị bệnh có chiếc bét nhân đôi rồi. Đây thằng con ngựa giò. Và một bài không lên sớm nhưng là một bài khỏe. Gặp màu 3. Vâng. Bài rất gần nhà màu 3. Màu 3 là người đánh có lẽ đánh cùng rồi. Voi về giành màu 3. Và khá giàu trận này. Bài khung giành màu 3. Ui may quá. Vâng màu. Vâng này chọc chéo. Làm con dân chứ đã. Rồi một con. Ủa, con giò bây giờ chỉ là. Vâng đúng nghĩa là một con giò. Nó chỉ đi giò thôi. Nó không làm được cái gì cả. Cho ra ngoài cái coi. Cho em ra ngoài. Cho em ra. Không chạy được. Vâng con giò cũng chỉ có công thôi. Vâng không xoắn. Ruộng tròn và vắt hai lờ đều, khả năng là tươi. Ý thôi để đánh. Vâng, chị bò đánh cung A. Với cái việc mà chọc chéo cánh thì chị bò sẽ khỏe ở trận này. Vâng, hai lờ đều và bài kia bên kia là bài khung đấy nhá. Vâng, màu ba cũng lên đời rồi, một cũng đã lên đời. Hai lờ đều và vẽ thêm ruộng, cứ hai lờ đều thế này thôi thì phô nó có đẩy vào răng. Vâng, màu ba không chú ý này, đúng rồi. Không biết anh ơi, không biết. Mát thế à, trời ơi. Anh tưởng Long đánh rất tốt, vâng chém nghe tầm nửa tiếng mà anh không biết. Vâng bây giờ anh biết, nhưng mà bây giờ có bánh xe rồi, chết được khá nhiều dần. Vâng mất một bãi gỗ, đây là chị bòi. Vâng chị bòi đang khó bò kín nhà mình lại. Vâng chị bòi nhiều vàng lắm, không phải cho. Vâng đứng ngoài đang bị chém. Vâng cho cung A bên trong ấy, cho cung A vào trong em ơi. Vâng không thèm cho vào trong à, rất chất trời, vâng cung A đã là hay vậy. Vâng bài Milan khỏe lắm. Đây là bài của chị Mệnh. Vâng chị Mệnh không được, không được. Anh là Gunny, không Gunny không được, tốt. Không phủ lạc đà này, bánh xe em ơi, bánh xe chắc. Rồi tốt. Đứng lạc đà đứng thủ nha, chắc chắn màu lại là con phủ. Không được, không được. Nó hên thật ý. Một con đi đánh cả một đánh chém. Đấy, sóc đều là tí chứ vậy. Nhà hai con này không, nhà không vâng. Rồi, làm con phủ chưa? Én. Chơi sao được. À lạc đà Omo này. Vâng họ Omo mình là công giáp đầy đủ. Ở đâu? Mình Omo á? Ở đâu công đi chú Mạnh ơi. Úi giời ơi lạc đà Omo bảo sao chém dân tơn vừa rồi lọt vào mà chém không đau tí nào. Có một cái công. Và không thấy ông thần màu A đẩy. Thôi giữ lạc đà đi em ơi. Đừng thiêu lạc đà nữa, đi cùng với cung A đi. Giữ lạc đà, giữ ông thần này. Đừng thiêu lạc đà nữa, cứ ngồi thiêu rồi. Nhìn ghê vãi ra. Đứng thủ đi, đứng thủ đi. Đẩy thẳng màu A nhá. Lên giáp nhá. Lên giáp nữa đi. Lên cả giáp này hay như lạc đà đánh nhau. Chẳng lên giáp. Vâng, cứ đỡ là được. Xanh thẳng nhà chính luôn. Ôm cua, ôm cua. Ôm sổ. Ôi. Ui giời ơi. Màu A đang ăn bãi gỗ giữa bản đồ. Tươi. Chết từ này thì là tươi này. Anh Tiểu Long không chú ý. Vâng, có lẽ rằng khả năng nhanh nhạy của anh không có rồi. Bên tay phải đúng rồi. Ôm cua sang đấy. Chị bệnh cố gắng giữ lạc đà. Cái này giữ lạc đà. Cung A sắp sang rồi, bình tĩnh rồi. Cung R đến đấy, chạy. Chạy. Cái bình tĩnh rồi, cung A đã đến. Và rồi mạnh mẽ của chị vòi. Chặt gỗ 2, tốt. Phô thì yếu lắm, vừa bị bắn chết mất một bẫy rồi. Một bãi gỗ rồi, cứ đẩy cung sang là thắng. Đẩy thẳng vào nhà của người phủ con phô là thắng. Đứng trên đồi đấy mà đái xuống nhá. Đi tiêu nào chứ mệnh nhờ, đứng trên đồi mà đái xuống thì tuyệt vời luôn. Chuyện vẫn sóc đều 2L là tươi. Bắn đi. Đừng để họ. Vâng,
Anh Tiểu Long không biết đi đường nào. Em đi đường nào khi về em hỏi. Hỏi quá khó cho anh Toy. Bằng tham 70 đến từ Minoan. Ở trận này Gunny chọc treo cánh là một quyết định sai lầm. Nếu như Gunny mà ôm bom được, Gunny có thể ôm bom được Tiểu Bạch Long. Có thể ôm bom được Chip Boy thì trận này mới có cửa thắng dành bên bạn. Còn không ôm bom thì là thua rồi. Giáp đi em ơi, lên cái giáp đi, chết ai đâu. Vâng, cung A rất đông. Một cái bè nữa đấy, lên một cái giáp cứ nghe tôi là thắng. Đấy, tôi biết ngay mà. Bè ở đây. Cứ công đi, nó không đây được cái gì đỡ đâu. Một sang đây rồi thì lấy cái gì đỡ ở nhà vậy. Không phải ném. Đứng như này thì vào cái kiểu gì. Lên dốc. Và một turn mà Gunny muốn có một turn ảo, một turn đột biến nhưng mà không thành công. Sổ cung A đứng ở đây thì nó bắn thì đừng hỏi tại sao. Vâng, cứ bắn ruộng đấy. Rồi, Gunny là người resize và 3-2 ở trong siêu đấu thứ 5 dành cho cặp đôi của Game TV. Và tỷ số VC cũng được nên thành 3-2 luôn. Có gì đâu, Chip Boy.